Bây giờ em không có cách nào hết anh Chí ơi. Em nhắn tin cô ấy không trả lời, em gọi điện cô ấy chặn số. Làm cách nào để anh, làm cách nào để quên cô ta? Anh nhớ cô trợ lý mới của mình không? Cái ngày đầu tiên cô đi làm á, em say nắng cổ. Cái bữa em mời cô đi ăn, em mới mời đi ăn tối rồi, em chưa kịp làm gì hết trơn. Cái thằng vô thằng thấy, thằng không nói gì hết trơn, thằng bỏ đi luôn. Em à, cái gì? Cái gì hả thằng khốn? Nội, con thằng nó bỏ rồi phải không? Dạ không có gì đâu nội. Gì cái gì? Nè nè ta, đừng có lại đây năn nỉ tao nha. Nội không nội ở ngoài gì hết. Mày đừng có theo tao. Mày lại đi mà tôi giận cái tao quên. Tao đập cái mày ra bể đầu mày chết. Mày tao nói cho mày biết, mày đi tìm hàng về đây cho tao. Mày mà không tìm quần hàng về đâu tao bỏ nhà tao đi. Nội đừng có đi nội. Thôi đừng có tìm tao nữa. Nội ra không khỏi cái nhà này đâu nội ơi. Nội không thấy đường mà nội. Tao đi. Nội ơi, nội đừng có đi nữa. Đi ra khỏi nhà mà nhà bể đồ hết đó nội. Nội mày mua. Trời ơi. Nội. Cô đi vô. Trời đây, đi vô đây. Nè anh buông tôi ra coi. Anh làm gì anh cứ lôi tôi đi hoài vậy hả? Tính xin cô ở lại nhà tôi vài ngày rồi. Nè, tôi với anh đã thỏa thuận với nhau, một tuần tôi chỉ đến đây 2 lần thôi. Tuần này đủ 2 lần rồi, tôi đi về. Khoan. Nè, tôi mát anh một cái giận tin không? Thôi, gì nè. Ờ, cô ở lại đây vài ngày đi, bây giờ ở thêm ngày nào tôi tính tiền ngày đó, trả gấp đôi luôn. Ủa nhưng mà tôi tới đủ ngày rồi. Cô thấy bà nội tôi rồi đó. Cô vừa mới đi cái bà nội tôi nhảy động lên, bây giờ hả cô về bà nội tôi sao giờ? Là sao? Hả? Hàng tới đây hả con? Dạ, tụi con nè nội. Ừ. Dạ nội. Con tới đây hả? Đây. Trời ơi, vui quá trời quá đất luôn. Dạ. Ủa nội, con nghe nói nội kiếm con hả? À, hai đứa con quà rồi phải không? Tụi con đang làm quà với nhau á nội. Ừ, vậy hả? Trời ơi, quà mà dữ vậy sao? Hôn trùng trục phải không? Mới hôn nhau phải không? Ủa sao nội biết hay vậy? Nội không thấy đường chứ tay nội đâu có điếc. Nhưng mà nghe dặn nha. Dạ. Còn có 4 ngày nữa thôi rồi con mắt nội sáng rồi. Thì ba cái vụ mà hung đó có yếu tứ một chút. Ha. Dạ. Ừ. Dạ con xin lỗi nội. Thôi nội tha. Ôi con gái mà giận hờn. Nhưng mà nội dặn nè, hai đứa tụi con sắp cưới nhau rồi. Nhất là con á, mai mốt có cái chuyện gì mà giận thì phải bình tĩnh, đừng có giận cái mở miệng ra là chia tay, là tạm biệt, là giận hờn tùm lum, làm như trò con nít không có được, nghe chưa? Dạ. Ừ mà vậy nè, lâu nội mới lên. Thôi tối nay con ngủ với nội nha. Dạ. Dạ hằng gật đầu đồng ý rồi hả nội? Ừ. Ây da, cái gì vậy? Đóng cổng chưa con? Dạ, con dẫn nội vô rồi, con ra con đóng cổng. Nội bước lên bậc thang nè. À. Rồi, từ từ nha. Nói là có con ở nhà. Rồi, cái dẫn nội đi chơi, cái nội thấy thoải mái ghê à. À, rồi, bật nữa. Chứ ở nhà không có ai nữa, ở nhà ngột ngạt quá. Phải chi mà có đứa con gái vậy thướng ha. Vậy nội gọi con là con gái nha. Vậy nè, cháu dâu chứ gái. Quên. Em làm cái gì ở nhà người ta vậy? Hả? Anh về đi, một tí nữa em giải thích sao nha. Giải thích cái gì? Ai vậy? Ai mà to tiếng với cháu dâu tôi vậy? Cái gì? Cháu dâu. Đã nói là giải thích sao? Nè, đàng hoàng nhắn, hãy lộn xộn là tôi kêu con ăn á. Dạ, nội, cái này là hàng xóm. Cái gì mà hàng xóm? Hàng xóm ở đối diện nhà. À. Ảnh qua đây để hỏi thăm sức khỏe thôi đó nội. Ừ, thôi đưa nội vô ăn cơm thì đói à. Dạ, con vô liền. Anh đi về đi, sẵn đóng cái cổng giùm em nha. Bây giờ anh không về, mai mốt em không cho anh vô nhà nữa, bây giờ đi. Dạ. Lẹ đói bụng quá. Dạ, đi nội, đi ăn cơm. Cái gì mà bà nội, rồi cháu dâu?
Nhỏ này tức cười, giống tôi dễ sợ. Tới chỗ lạ, trằn trọc hoài không có ngủ. Ngủ đi con. Chơi chả. Thôi, lâu lắm mới được ngủ chung với đứa con vậy ta. Dạ. Thôi để tao nó ru cho hen. Rồi con ngủ hen. Dạ nội. Rầu ơn gió đưa cây cải về trời chưa rào rầm. Nơi rào rầm ngủ cũng dễ ngủ chứ, giống tôi dễ sợ. Mà ơi, nói cho kịp ráo nước miếng kìa. Ngại rồi. Ừ, ngủ đi con. Alo. Hả? Mẹ lớn hả? Rồi rồi, em về liền. Trời đất ơi, coi kìa, con gái ngứa gì mà ăn mặc lạ đời vậy hả? Mặc cái bộ đồ bộ rồi cái xách cái đôi giày này rồi đầu tóc thì bù xù đi đâu vậy? Dạ thì hồi nãy con nói với cô á là em Quỳnh đi. Em hỏi Quỳnh chứ không phải hỏi con. Ngồi xuống. Quỳnh. Dạ. Nghiêm chỉnh lên đây. Đi đâu vậy? Kỳ cục vậy hả? Con gái gì mà ăn mặc kiểu này rồi nửa đêm nửa hôm đi đâu mà ở ngoài đường là chạy vô nhà bán sống bán chết, là đầu tóc thì bù xù như ma vậy? Dạ con nãy con gội đầu xong rồi cái tóc ướt, cái con đi dạo mát ở ngoài đó, gió mạnh quá tóc hát luôn. Trời, nói mà nghe mà vô lý không, nhà chắc không có máy sấy hả? Gội đầu xong rồi xong sấy tóc ở trong nhà, tự nhiên là xách nguyên cái đầu vậy ra ngoài sương ngoài gió rồi không mát cho nó khô nặng cho ngã ra bệnh à? Dạ có đâu mẹ, thì đó gió mát thì tóc cũng mau khô mà. Ủa mà sao tự nhiên nửa đêm nửa hôm rồi cái mẹ lên đây chi vậy? Ngộ ha. Giờ hỏi ngược lại đó con. Ba với mẹ đi thăm cô Bảy, tôi mới kêu ba cô á thả tôi ở nhà cô. Ủa mà được không, sao tự nhiên hỏi chị vậy? Dạ được chứ, tại mẹ đi lên nửa đêm nên là con mới bất ngờ. Đột xuất. Bất ngờ. Thôi mẹ buồn ngủ rồi, mẹ đi ngủ đây. Ủa mẹ ngủ lại luôn hả? Ủa trời, chẳng lẽ không ngủ lại được? Chẳng lẽ con muốn cái mẹ giống như con vậy đó hả? Đi ra ngoài đường hóng mát á, rồi bung cái đầu tóc lên vậy nè cho nó hát hả con? Dạ đâu có, con mời mẹ. Mẹ ngủ ngon nha mẹ. Ôi, sao anh không báo em trước vậy trơn vậy? Anh có kịp báo cái gì đâu. Mà nè. Gì? Em làm cái gì mà suốt ngày suốt đêm bên đó vậy? Cái chuyện đó em giải thích sao? Bây giờ á, lo mẹ trước kìa. Hằng ơi.
ơi, Hằng ơi, hôm nay con Hằng nó mất tích rồi, thiệt ơi, Hằng mất tích rồi. Dạ, con chào cô. Cô ơi, cô ơi, cô. Con bạn Quỳnh. Con bạn của Quỳnh. Trời đất ơi, cái xóm này ngộ nha. Cái gu gì lạ đời vậy? Nửa đêm nửa hôm vậy đó là đầu tóc bù xù ra ngoài đường vậy đó hả? Chạy tới chạy lui vậy đó hả? Con bù thì cô cũng xù mà cô. Tại vì tôi đang ngủ, tự nhiên cậu bấm chuông rồi tôi buộc ra thì tôi phải ra đi tôi mở cửa. Ủa mà cậu đi tìm ai? Dạ, con là bạn của Quỳnh, con tới đây con tìm Quỳnh. Nửa đêm nửa hôm tìm con tôi làm chi vậy? Dạ, con qua đây con mượn cục sạc. Mượn cục sạc? Nửa đêm nửa hôm qua đây mượn cục sạc. Có ý đồ gì? Dạ có ý đồ. Mẹ ơi, mẹ. Mẹ ơi. Mẹ mẹ. Ừ. Trời. Ảnh bạn con, tụi con làm việc với nhau á, cho nên là mẹ có gì mẹ lên ngủ trước đi, nãy mẹ nói mẹ buồn ngủ mà. Trời ơi, toàn là làm cái chuyện khó hiểu không à. Mẹ đi ngủ, con cũng phải tranh thủ đi ngủ nha. Dạ. Nhìn cái mặt thấy kỳ kỳ sao đâu á. Mẹ vô nha. Dạ. Cẩn thận nha con. Dạ. Trời đất ơi, né ra coi. À, dạ. Kẹt lại không đi được nè. Xuống luôn. Anh muốn chết hả? Tự nhiên hả? Nửa đêm lết qua đây chi vậy? Chứ cô làm mà cô không có trách nhiệm, bỏ bà giữa chợ là sao? Anh thấy ai lên không? Mẹ tôi lên. Thì mẹ cô lên nhưng mà bà tôi chưa ngủ được kìa. Hồi nãy lúc tôi đi là thấy bà anh ngủ sai lắm mà. Trời ơi, bà tôi dán hai mắt sao bà thấy bà tôi ngủ hay vậy? Thì anh tìm cách nào cho nội ngủ đi. Cách nào là cách nào? Thì anh ru đi. Đúng rồi, anh ru cho nội ngủ. Không được, nghĩ sao tôi ru? Ru chắc cầm cây của nội chọc vô họng tôi quá. Thì anh tìm cách nào đó cho nội ngủ đi. Tôi tìm đủ mọi cách rồi, bây giờ nội nói là chỉ có cô mới được thôi. Vậy rồi anh nói tôi đi đâu? Chờ đi. Nè. À, con đi toilet lâu vậy? Lẹ lẹ ngủ với nội chứ. Nói cho biết nha, không có con là nội không có ngủ được đâu đó. Chết tôi rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.